Cô Thanh Lâm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Lâm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học ghép vần với chữ M và các dấu thanh nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. M M của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập. Mimi Mimi Mi Mimi sắc mí
M-I-mi sắc mí. Mí. M-I-mi huyền mì. M-I-mi huyền mì. Mì. M-I-mi hỏi mỉ. M-I-mi hỏi mỉ. Mỉ. M-I-mi ngã mỉ. M-I-mi ngã mỉ. Mỉ. M-I-mi nặng mỉ. M-I-mi nặng mỉ. Mỉ. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!